Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về một cái xe mới ra, cũng như cái tiêu đề mình đã nêu, đó là chiếc Benelli RFS 150i, đối thủ thực sự của Yamaha Exciter và Winner 150. Thì cái hãng xe mô tô thương hiệu Ý thuộc cái sở hữu của Trung Quốc là Benelli mới trình làng cái mẫu Underborn con tay hoàn toàn mới, có tên gọi là RFS 150i. Thì trên hình thì các bạn thấy là đây là những cái hình ảnh về cái chiếc xe này đó. Thì chiếc Benelli này, thương hiệu mô tô đến từ Italia, vừa được chính thức giới thiệu tại thị trường Malaysia. Tại thị trường này, chiếc RFS 150 sẽ cạnh tranh với hai cái mẫu xe lão làng đến từ Nhật Bản là Yamaha i15ZR và Honda RF150R tại thị trường Malaysia, hay còn gọi có tên gọi khác ở thị trường Việt Nam, đó là Exciter 150 và Winner 150 nha các bạn. Rồi thì hôm nay mình sẽ nói về cái chiếc xe này chi tiết để các bạn có thể, những bạn nào đang có ý định mua, vì là em mình được biết là thông tin là chiếc này đã được trình làng tại thị trường Việt Nam mình, và hôm nay mình sẽ làm cái video này để các bạn nào có ý định mua sẽ nắm bắt được thông tin nó rõ hơn về chiếc xe Underborn này, để các bạn có thể lựa chọn so sánh giữa chiếc Exciter cũng như Winner để các bạn lựa chọn một chiếc xe hoàn chỉnh nha. Thì theo nhà sản xuất Benelli cho biết thì chiếc RFS này có ba chữ cái viết tắt, đó là một cụm từ là Rider for Speed, với phong cách thiết kế bắt mắt dạng Underborn, thì khá giống với lại hai mẫu xe Honda Winner và Exciter 150 đó. Thì nhằm thu hút đối tượng khách hàng trẻ, cái xe sở hữu cùng trọng lượng với Yamaha Exciter như là RFX 150i lại có vẻ ngoài nó mảnh mai hơn đó. Thì các bạn thấy là cái hình dạng về cái màu sắc và khá là đa dạng, cũng như là những cái chi tiết trên cái chiếc xe này khá là bắt mắt. Chung về cái cơ bản thì các bạn thấy là kiểu dáng nó na ná như chiếc Exciter 150 nhưng mà nó lại mạnh mai hơn đó. Về thiết kế tổng quan á, thì chiếc xe này vẫn tương tự các cái mẫu xe cùng phân khúc đó. Phần đầu xe thiết kế không quá mới, tuy nhiên thì cụm đèn pha có phần hơi nhỏ, thì các bạn thấy là cái phần yếm xe cũng rộng, đi kèm với lại cái đèn được bị bắn này LED, tương tự như cái mẫu xe của Honda Accord 2015, Accord 125 mới tại thị trường Việt Nam đó. Tiếp theo là cái cụm đồng hồ, thì cái đồng hồ của xe được thiết kế dưới dạng màn hình điện tử kết hợp vòng đo vòng tua máy là loại cơ đó. Tương tự như hai đối thủ Honda Winner và Yamaha Exciter 150 đó. Tay lái của xe cao vừa tầm, phù hợp với cái dáng vóc người châu Á, cùng với các cái phím bấm sử dụng trên xe khá là đơn giản, và ngay cả kể cả khi các bạn sử dụng lần đầu, nó cũng gần tương tự như trên dòng xe Honda Winner và Exciter 150 nha các bạn đó. Về cái chiều cao yên của Benelli RFS 150i thì cao 787mm, là chiều cao tương đối lý tưởng cho những người có vóc dáng trung bình, nhưng nó sẽ có là một mặt hạn chế đối với những người có chiều cao hạn chế nha các bạn, nhưng lại nhỉnh hơn một chút đối với các cái mẫu xe 150 phân khúc, 150 phân khối cùng phân khúc nha các bạn. Thì cái phần đuôi được vuốt nhọn ra sau cùng đèn hậu trang bị dạng LED khá là ấn tượng, và nhằm để cạnh tranh với các đối thủ còn lại thì cái hãng xe Benelli cũng trang bị cho RFS 150i nhiều cái tính năng công nghệ mới. Trên phiên bản này thì xe được sở hữu là khóa từ đa dụng an toàn so với những cái mẫu xe trước đây đó. Thì khối lượng xe cũng không quá nặng, chỉ ở cái mức là 115 kg đó. Bên cạnh đó thì dung tích bình xăng đạt 4,8 lít, là nó cũng tương đối là ngang ngửa với lại những cái dòng xe như Honda Winner cũng như là Exciter 150 nha mọi người đó. Thì đó là những cái trên hình là các bạn, những cái hình ảnh về chiếc xe này khá là ấn tượng và khá là đẹp mắt. Thì nó được trang bị an toàn cho xe bao gồm là hệ thống giảm sóc trước dạng upside down khá là giá trị, mà trên cái dòng xe Exciter 150 và Honda Winner thì không có nha các bạn. Thì mình khá là ấn tượng về cái cặp phục trước của chiếc xe Benelli này, khá là ưng ý, và cảm thấy là nó có gì đó nó thiên về cái mô tô hơn đó.
thì tiếp tục là đi kèm đó, đi kèm cặp phục này là đĩa phanh thủy lực với đường kính là 240 mm và 20 ton, thì cái này cũng có cái thông số gần như là hai cái mẫu xe mà đang cạnh tranh cái thị trường hiện nay, đó là Exciter 150 và Honda Winner 150. Cái vành xe dạng mâm đúc đa chấu cho kích thước 17 inch, đi kèm với bộ lốp là 70 90 R17 cho 300 bánh trước và 120 70 R17 cho bánh sau. Cái thông số lốp này thì cũng gần giống như là thông số lốp của Exciter 150, chỉ có điều là khác với lại so với Honda Winner là cái số lốp của Honda Winner là 80 90 17, còn cái này là 77 70 97 nha các bạn. Rồi, tiếp tục là phía sau thì xe được trang bị phục đơn dạng monoshock đi kèm phanh đĩa một piston cỡ kích cỡ là 220 mm đó. Cả vành trước và sau thì cùng nhiều cái chi tiết trên xe được nhắn nhã về cái đường nét rồi và những đường chỉ đỏ. Bên cạnh đó thì hệ thống ống xả của xe cũng được thiết kế bút cao và sơn màu đen chống nhiệt đầy cá tính. Trên hình là các bạn là những cái hình ảnh về chiếc xe Benelli RFS 150i. Thì mẫu xe con tay RFS 150i mới này được hãng xe mô tô Benelli trang bị cho cỗ máy là sử dụng động cơ SOHC là cam đơn nha các bạn, và xi-lanh đơn với dung tích là 150 cc, cung cấp sức mạnh là 15,5 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô-men xoắn cực đại là 13 Nm tại 7.000 vòng trên phút các bạn. Kết hợp với động cơ là bộ số 6 cấp và bộ ly hợp ướt, thì theo công bố từ hãng xe Benelli thì vận tốc tối đa mà chiếc xe này cô tay này Enerbor này có thể đạt được chỉ vào khoảng 100 km, nhưng mà chắc chắn với các bạn là ngoài thực tế thì mẫu xe này còn có khả năng cao hơn vậy. Đó là cái hãng xe người ta đưa ra thôi nha các bạn, nhưng mà ngoài thực tế chắc chắn là cái km nó sẽ cao hơn. Và ngoài ra trên mẫu xe này nó được trang bị tới 3 bogie được gọi là B3SB, khác hoàn toàn với các đối thủ khác nha các bạn. Theo nhà sản xuất thì cái mẫu xe này cho biết á, thì hệ thống 3 bogie B3SB này kết hợp với hệ nhiên liệu điện tử và hệ thống điều khiển trung tâm tối ưu hóa cái lượng nhiên liệu đốt cháy trong buồng đốt, tối ưu công suất và giảm cái lượng khí thải ra ngoài môi trường nhằm đạt cái chuẩn Euro 3 nha các bạn. Thì cái mức giá bán lẻ hiện tại dành cho chiếc Benelli RFS 150i tại thị trường Malaysia là 1.680 đô la, nó làm khoảng vào 38 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 1.760 đô la cho khoảng vào khoảng 40 triệu đồng cho bản cao cấp SE nha các bạn. Thì đây là cái mức giá khá là mềm so với hai cái ông lớn là Yamaha Exciter 150 và Winner 150, nhưng lại được trang bị thêm nhiều cái đồ chơi hơn. Thì vừa rồi là mình đã tóm gọn những cái thông số kỹ thuật cũng như là những cái hình ảnh để cho các bạn có thể quan sát và cũng như là tham khảo về cái mẫu xe Enerbor của hãng Benelli đến từ Italia này. Thì hy vọng là qua video này các bạn có được thêm những cái thông tin để các bạn nào có thể lựa chọn cho mình được những cái xe tốt nhất. Mong rằng các bạn sẽ được lựa chọn được cái mẫu xe ưng ý nhất và vừa túi tiền với bản thân mình nhé. Rất là mong các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, như like và share mọi người cũng biết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt mọi người.